tán dân, xử lý quả bom có bán kính sát thương lên đến 1,5 km. Quả bom chứa 80 kg thuốc nổ và có ngòi nổ hẹn giờ cơ học. Chống tháo gỡ, nên buộc phải xử lý tại chỗ, không được di chuyển ra khỏi hiện trường. Ngày 20 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử lý an toàn quả bom MK-82 nặng 227 kg được người dân phát hiện tại thôn Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Trước đó, từ tin báo của người dân về việc phát hiện một quả bom nằm ở độ sâu 1 mét, cách nhà dân 8 mét, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã lập tức đến hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK-82, nặng 227 kg, dài 1,54 m và có đường kính 27 cm. Quả bom chứa 80 kg thuốc nổ, bán kính sát thương lên đến 1,5 km và có ngòi nổ hẹn giờ cơ học, chống tháo gỡ, nên buộc phải xử lý tại chỗ, không được di chuyển ra khỏi hiện trường. Sau khi sơ tán 100 hộ dân, lực lượng công binh đã tiến hành cưa cắt, tách phần ngòi nổ ra khỏi quả bom bằng máy cắt điều khiển từ xa. Phần ngòi nổ sau đó đã được hủy nổ tại chỗ an toàn.